Trong thời gian vừa rồi thì sinh hoạt của lớp chúng ta cũng bị gián đoạn nhiều, là bởi vì vướng vào mùa chay, rồi sau đó thì lại là lễ phục sinh. Năm nay lại gắn với kỷ niệm mừng Đức Hồng Y về Sài Gòn được 10 năm. Trung tâm mục vụ chúng ta lại chọn đúng cái ngày đó để đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu nhà mới. Lý do là bởi vì trung tâm mục vụ này nó phát sinh từ chính ước nguyện của Đức Hồng Y. Ngài thao thức cái việc này lâu lắm rồi, cho nên khi Ngài tiến hành việc đề nghị nhà nước hoàn trả lại cho giáo hội cái cơ sở tiểu chủng viện cũ, thì Ngài đã nuôi ở trong đầu cái ý định là nếu lấy lại được thì sẽ dùng làm trung tâm mục vụ của giáo phận. Chính vì thế mà chúng tôi muốn chọn cái ngày Ngài về đây 10 năm như là đánh dấu một kỷ niệm, và cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Hồng Y, cho nên đặt viên đá đầu tiên vào ngày đó. Và ngay sau đó thì tiến hành đấy. Hôm nay các anh chị bắt đầu thấy là người ta lột gạch ở ngoài sân rồi, gọi là giải phóng mặt bằng, để mai mốt là lấy cái sân này làm cái bãi vận tải vật liệu xây dựng, xong rồi phá cái giảng đường ở giữa hai gian đó để có lối thông ra cái nhà phía đằng sau. Chứ nếu không thì phải đi lối căng tin, thì nó phá luôn cả cái phía đằng trước, và như vậy những sinh hoạt khác sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Hôm nay thì mình chưa thấy gì và người ta mới lột gạch ở ngoài sân thôi, nhưng mà chuẩn bị tinh thần để mai mốt rồi nó bụi bặm, rồi có khi nó ồn ào, rồi đi lại ở trong trung tâm nó cũng không được thoải mái như mấy năm vừa rồi, thì chúng ta hiểu cho cái hoàn cảnh như vậy. Mình có chấp nhận hy sinh như thế thì một năm hay là năm rưỡi sau mình mới có cái nhà mới, để những sinh hoạt ở trong giáo phận nó được thoải mái hơn. Thế thì hôm nay chúng ta trở lại nhịp độ làm việc quen thuộc, và hy vọng là trong những tháng sắp tới nó sẽ không có bị cản trở như thế nữa. Chúng ta đang chia sẻ với nhau về thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Mình đã tìm hiểu thư thứ nhất hết rồi. Sang thư thứ hai mình đã tìm hiểu phần đầu rồi, tức là từ chương 1 cho đến chương 7. Trong đó tôi chọn hai chủ đề lớn, đó là chúc tụng Chúa ngay trong đau khổ và bí quyết của đời sống tông đồ. Hôm nay từ chương 8 cho đến hết thư thứ hai Corinto, mời các anh chị lấy sẵn để trước mặt. Thì chắc là trong giờ chia sẻ nhóm, các anh chị đã chia sẻ với nhau nhiều cảm nghiệm, nhiều suy nghĩ của lòng tin về lời của Chúa trong thư Corinto thứ hai này. Ở đây tôi chỉ xin chọn hai chủ đề. Thứ nhất là việc lạc quyên cứu trợ, một công việc có vẻ quen thuộc, nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói đến tinh thần Kitô giáo. Thánh Phaolô gợi mở cho chúng ta điều gì? Tôi nói với các anh chị đây là một việc quen thuộc, là bởi vì đâu có cần phải là người Công giáo thì người ta mới lạc quyên cứu trợ, phải không? Việt Nam của mình tuyệt vời nhá. Mình có những cái câu rất dễ nhớ mà rất hay. Ví dụ lá lành lùm lá rách. Câu nào nữa? Lá rách đùm lá rách hơn nữa. Bầu ơi thương lấy bí cùng. Rất là hay. những câu của Việt Nam nó diễn tả tính nhân văn. Con người ta sống chung với nhau thì tương trợ lẫn nhau. Cho nên không cần phải có đức tin Kitô giáo thì người ta mới lạc quyên cứu trợ. Khi anh chị em mình lâm cảnh túng thiếu khó khăn, và chúng ta vẫn thực hiện như vậy cho đến ngày hôm nay. Nhưng đồng thời có một sự kiện mà không ai có thể phủ nhận được. Đó là trong suốt lịch sử của mình, Giáo hội Công giáo vốn nổi tiếng về những công việc từ thiện bác ái. Các anh chị cứ nhìn lại lịch sử của giáo hội mà xem, và ngay cả Việt Nam mình nữa. Từ năm 75 đến giờ thì mình không còn bệnh viện, không còn nhà thương, không còn cô nhi viện nữa. Chứ còn ngày xưa đó là nhà thương của Công giáo nhiều lắm. Cô nhi viện Công giáo lo nhiều lắm. Nhà hưu dưỡng Công giáo lo nhiều lắm. Và chúng ta có một tổ chức chuyên cứu trợ những nạn nhân thiên tai cũng như là những người gặp khó khăn nổi tiếng thế giới, gọi là Caritas. Caritas là gì? Caritas là tình thương. Cho nên có cái bài hát đó là đâu có tình yêu thương đấy, ubi caritas est deus. Giáo hội Công giáo nổi tiếng về những việc từ thiện bác ái. Và trước đây mình cũng có Caritas Việt Nam, nhưng mà sau năm 75 thì ngưng hoạt động. Rất có thể là trong một tương lai gần đây thì sẽ lại có Caritas Việt Nam. Chuyện đó chúng ta không nắm chắc được. Thế bây giờ cái câu hỏi đặt ra là thế này. Người ta không cần phải là Công giáo, người ta cũng là quyên cứu trợ. Mà người Công giáo thì cũng làm công việc là quyên cứu trợ. Vậy thì đối với người Công giáo có một động lực nào nó đặc biệt hơn? Và cái động lực đấy nó giúp cho người Công giáo làm công việc từ thiện bác ái, là quyên cứu trợ với một tinh thần như thế nào? Và nó đem lại hiệu quả ra làm sao? Thư Thánh Phaolô giúp chúng ta thấy được điều đó. Dĩ nhiên là các anh chị sẽ trả lời được những câu hỏi tôi vừa đặt ra, không chỉ trong thư Phaolô mà là có thể dựa vào nhiều bản văn khác ở trong toàn bộ Thánh Kinh, đặc biệt là Phúc Âm. Thế nhưng ở đây chúng ta tập trung vào thư thứ 2 Corinto, cho nên mình giới hạn ở đây. Vậy thì trước hết xin mời cả lớp mở ra chương 8 này. Chương 8 từ câu 7 cho đến hết câu 9. Tôi mời cả lớp cùng đọc. Cũng như anh em từng trỗi vượt về mọi mặt, về đức tin, lời giảng, sự hiểu biết, lòng nhiệt thành trong mọi lãnh vực, và về lòng bác ái mà anh em đã học được nơi chúng tôi, thì anh em cũng phải trỗi vượt về lòng quảng đại trong dịp lạc quyên này nữa. Tôi nói thế không phải để ra lệnh cho anh em đâu, nhưng tôi chỉ nêu lên lòng nhiệt thành của người khác, để xem lòng yêu mến của anh em chân thành đến mức nào. Quả thật, anh em biết Đức Giê-su Kitô, Chúa chúng ta đã có lòng quảng đại như thế nào. Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Và chúng ta ngưng ở đây. Cái câu 9 đó là câu tuyệt vời. Cái câu 9 đó nói lên động lực đặc thù của người Kitô hữu khi làm việc bác ái. Đó là vì Đức Giê-su Kitô thương. Còn nhớ ở trong thư Philip không? Đức Giê-su Kitô phận là Thiên Chúa nhưng đã không đòi cho được ngang hàng với Thiên Chúa, trái lại người đã hạ mình, hủy mình ra không, vâng phục cho đến chết, và là cái chết trên thập giá. Cho nên cái động lực mạnh nhất là đức tin của chúng ta đặt vào Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu lại là đấng tự ý khước từ sự giàu sang phú quý để trở nên nghèo khó, mà nhờ sự nghèo khó của người thì ta được trở nên giàu có. Đấy là động lực đặc thù của các Kitô hữu. Tôi cứ nhớ mãi là bà mẹ Teresa Calcutta, cả thế giới ai cũng biết và ai cũng ca tụng bà ấy về những việc từ thiện bác ái. Mà không biết bao nhiêu lần bà ấy trả lời phóng viên báo chí là không, chúng tôi không làm công tác xã hội, nhưng chúng tôi phục vụ Chúa Kitô nơi những người nghèo khổ. Công tác xã hội thì ngoài đời thiếu gì, người ta cũng làm đấy. Bà ấy nói là chúng tôi không làm công tác xã hội theo kiểu đấy, mà chúng tôi phục vụ Chúa Kitô đang hiện diện nơi những người nghèo. Có nghĩa là cái động lực mà mẹ Teresa Calcutta cho thấy á, nó không chỉ là cái tình thương về mặt con người tự nhiên, nhưng là đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Đấy là động lực đặc thù nhất. Thế cho nên có thể các anh chị khi đọc lướt qua mình không quan tâm điều đó lắm. Tôi xin các anh chị để ý cái điều đấy. Cái động lực là chính niềm tin của chúng ta vào Chúa Giêsu. Mà khi Chúa Giêsu tự ý khước từ giàu sang phú quý để trở nên nghèo khó đó, thì trong ngôn ngữ của Thánh Kinh ta khám phá ra rằng đó là vận hành của tình yêu. Bởi vì tình yêu theo Thánh Kinh có nghĩa là gì? Có nghĩa là hoàn toàn quên mình đi để nghĩ đến hạnh phúc của người mà mình yêu. Cho nên tình yêu lớn nhất là tình yêu của người dám hiến cả mạng sống cho người mình yêu. Thành thử ra khi nói về Chúa Giêsu Kitô mà khước từ sự giàu sang để trở nên nghèo khó vì anh em đó, mình phải hiểu cái động lực ở đây là tình yêu. Và khi mà chúng ta tin vào Chúa Giêsu để cũng tập sống tình yêu thương như vậy đối với nhau, thì chính tình yêu đó làm nên sự hiệp thông, làm nên sự chia sẻ, làm nên sự bình đẳng ở trong cộng đoàn. Cho nên các anh chị để ý câu 14 đó. Lúc nãy chúng ta ngưng ở câu 9, nhưng mà nếu đọc tiếp đó, thì ở câu 14 Thánh Phaolô viết thế này: trong hoàn cảnh hiện tại, anh em có được dư giả là để giúp đỡ những người đang lâm cảnh túng thiếu, để rồi khi được dư giả, họ cũng sẽ giúp đỡ anh em lúc anh em lâm cảnh túng thiếu. Như thế sẽ có sự đồng đều, hợp với lời đã chép: kẻ được nhiều thì không dư, mà người được ít thì không thiếu. Lý tưởng mà Thánh Phaolô đề ra là như vậy đấy. Có cái động lực từ đức tin và tình yêu như vậy thì nó tạo nên sự hiệp thông ở trong cộng đoàn, sự chia sẻ đồng đều với nhau. Lý tưởng này dĩ nhiên là trong thực tế thì nó còn xa lắm. mà hình như chúng ta càng bước vào kinh tế thị trường thì nó càng khó hơn hay sao? Ngày xưa thì đất nước nói là nghèo nhưng mà nó nghèo chung, phải không? Giống nhau. Còn giờ cái sự ngăn cách, hố ngăn cách giữa người giàu với người nghèo sao mà nó xa vời vợi, càng ngày nó càng rộng, cho nên rất khó. Đấy, trước hết là chúng ta khám phá lại cái động lực thúc đẩy người Kitô hữu làm việc từ thiện bác ái. Thế bây giờ, nếu mà cái động lực là đức tin và là tình yêu như vậy, thì nó sẽ giúp cho người Kitô hữu làm việc bác ái với một cung cách như thế nào? Ta xem thử một vài câu Thánh Phaolô nói nhé. Chẳng hạn bây giờ cũng ở chương 8 câu 12 thì làm sao? Vì khi người ta hăng hái dâng cái mình có thì Thiên Chúa chấp nhận, còn nếu không có thì thôi. Đấy, để ý cái từ hăng hái. Hăng hái chứ không phải là bởi vì bị ép quá cho nên là ráng. Cái này là hăng hái. Tôi có nói một lần đấy, đọc Thánh Kinh để ý những động từ đã vậy, rồi những trạng từ nữa, nó diễn tả quan trọng lắm. Hăng hái. Ta đọc thử một câu khác nữa nhé. Sang chương 9 ấy. Đọc thử câu thứ 7 coi nào. Mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương. Vui vẻ dâng hiến mà nó vui vẻ. Hôm nay ai đi lễ thì nhớ bài Phúc Âm là cái gì nhỉ? Còn bài đọc thứ nhất là cái gì nhỉ? Bài đọc thứ nhất thì khó hơn đấy. Mùa phục sinh thì luôn luôn đọc sách Công Vụ, kể chuyện các tông đồ được trả tự do sau khi bị đánh đòn, và kết luận thì nói rằng các tông đồ lấy làm vui mừng bởi vì mình đã được chịu khổ vì danh Chúa. Vui mừng. Ở đây cũng vậy, cho đi, dâng hiến mà là vui vẻ, chứ không phải là bị ép buộc, chứ không phải vì miễn cưỡng, chứ không phải vì áp lực. Nói rát tai cho nên làm cho nó xong. Người ta vẫn nói là cách cho thì quý hơn của cho. Bây giờ cũng có 1.000 đồng, mà có khi trong vấn đề giáo dục á, các anh các chị phải quan tâm vấn đề dạy con ngay trong chuyện đấy. Có 1.000 đồng mà cho kẻ khó chẳng hạn, mà mình đút tiền xong mình quăng vào cái giỏ của người ta, cứ như là vứt đi thì nó khác. Còn mà mình ân cần nhẹ nhàng mình giúp cho người ta thì nó đã khác rồi. Hoặc là con của mình mà nó xúc lon gạo đó, nó cho người ăn xin xong rồi nó đuổi người ta vào, đi cho rồi thì nó khác. Còn nó đem lon gạo nó cho người ta, nó bảo cháu biếu cô thì nó khác rồi. Cái cách cho là quan trọng lắm. Nó diễn tả thái độ nội tâm, diễn tả trạng thái tâm hồn của chúng ta. Các anh chị nhớ dụ ngôn nước trời giống như là viên ngọc quý đó, mà người đi buôn khám phá ra được thì ông làm sao? Ông ấy bán hết tất cả những gì mà mua cho bằng được viên ngọc đấy, nhưng mà vẫn còn thiếu. Vẫn còn thiếu một từ. Ông ấy vui mừng mà bán. Vui mừng mà bán. chứ không phải là miễn cưỡng mà bạn. Và cái chuyện đó thì cũng dễ hiểu thôi. Xin lỗi tôi mà bây giờ mà ai mà giới thiệu ăn chắc cho tôi nhà ở Đồng Khởi kia mà bán cả cái nhà lầu chỉ có 1 tỷ thôi là tôi sẽ vui mừng mà. Đúng không? Bởi vì mình biết chắc là sẽ có lời mà. Biết chắc là sẽ có lời. Bây giờ khám phá ra nước trời như là viên ngọc quý đó thì người ta sẽ vui mừng mà bán. Cho nên là tôi sáng nay nói với các chủng sinh ở đây này, phải thấy cái chuyện mà mình đi tu đó là niềm vui. Mình dâng hiến đời mình cho Chúa, mình chấp nhận, mình sống khiết tịnh, mình sống khó nghèo, sống vâng phục chẳng hạn. Nhưng mà là niềm vui, là hạnh phúc. Chứ còn nếu mà không cảm nhận đó là niềm vui và là hạnh phúc thì sao tu được? Ông Thánh buồn là ông Thánh đáng buồn. Người Pháp người ta có câu nói như vậy. Cho nên để ý nhá, cái cách trò này, cái thái độ này, hăng hái này, vui vẻ, quảng đại. Dĩ nhiên quảng đại ở đây nó không lệ thuộc vào số tiền, số lượng vật chất mà chúng ta cho. Bà quá bà ấy cho có 2 xu mà Chúa Giê-xu bảo bà ấy cho nhiều nhất. Nó không lệ thuộc vào cái số lượng vật chất, nhưng mà nó lệ thuộc vào thái độ tâm hồn và khả năng thật của mình. Thành thử ra nếu có một động lực là đức tin, là tình yêu, thì người ta được thúc đẩy để làm việc từ thiện bác ái, không phải một cách miễn cưỡng và bó buộc, mà là hăng hái, vui vẻ, quảng đại. Và một điểm nữa mà Thánh Phaolô nói đến trong thư thứ 2 Corinto này, chúng ta không thể quên được. Nguyên cái phần đằng sau Ngài nói hay lắm. Từ câu 10 cho đến câu 14 ở chương 9 đó. Bắt đầu từ câu 10. Đấng cung cấp hạt giống cho kẻ gieo và bánh làm của ăn nuôi dưỡng, tất sẽ cung cấp dư dật hạt giống cho anh em gieo, và sẽ làm cho đức công chính của anh em sinh hoa kết quả dồi dào. Anh em sẽ được sung túc mọi bề để làm mọi việc thiện cách rộng rãi. Những việc chúng ta làm sẽ khiến người ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Thật thế, việc phục vụ cho công ích này không những đáp ứng nhu cầu của các người trong dân thánh, mà hơn thế nữa còn là nguồn phát sinh bao lời cảm tạ dâng lên Thiên Chúa. Việc phục vụ này là một bằng cớ cho họ tôn vinh Thiên Chúa, vì thấy anh em vâng phục và tuyên xưng tin mừng của Đức Kitô, và vì thấy anh em có lòng quảng đại, sẵn sàng chia sẻ với họ và với mọi người. Còn họ sẽ cầu nguyện cho anh em để tỏ lòng quý mến, bởi nhận thấy ân huệ tuyệt vời Thiên Chúa đổ xuống trên anh em. Xin tạ Thiên Chúa vì phúc lộc khôn cả người ban. Các anh chị thấy không? Có mấy câu thôi mà 3 lần nhá, lặp đi lặp lại. Câu 12 này, ngay câu 11, những việc chúng ta làm sẽ khiến người ta dâng lời cảm tạ Chúa. Một lần. Sang đến câu thứ 12 này, việc phục vụ cho công ích này còn là nguồn phát sinh bao lời cảm tạ dâng lên Thiên Chúa này. Sang đến câu thứ 13 này, việc phục vụ này là bằng cớ cho họ tôn vinh Thiên Chúa. Có mấy câu thôi mà Thánh Phaolô 3 lần nói về hiệu quả của những việc từ thiện bác ái. không phải chỉ là để đáp ứng nhu cầu vật chất cho con người, mà qua đó người ta còn dâng lời ngợi khen Thiên Chúa, dâng lời cảm tạ Chúa. Thiên Chúa được tôn vinh. Ngài nhắc đi nhắc lại điều này mà nhiều khi chúng ta hay quên. Lại một lần nữa nhắc đến gương của bà mẹ Teresa Calcutta thì phải nhận thật rằng là chính nhờ cái đời sống bác ái của bà ấy mà người ta biết đến Chúa Giêsu nhiều. Bà ấy không có đi giảng đạo như là Đức Giáo Hoàng. Thế nhưng mà tác động của mẹ Teresa trên nhân loại lớn lắm. Thế thì ở đây chúng ta nên phân biệt cái điều này. Tôi nói phân biệt là bởi vì xem ra có một vài lạm dụng ở trong Công giáo chúng ta thì ít thôi, nhưng mà có thể trong một số anh em Kitô hữu khác ấy, mà phía Giáo hội Công giáo rất là dè dặt. Tức là dùng tiền bạc để lôi kéo người ta về với mình. Cái chuyện đó là khác nhé. Chuyện đó là khác. Mình dùng tiền bạc như là phương thế để lôi kéo người ta đến với mình thôi. Như vậy hóa ra người ta theo đạo là vì tiền. Còn là mình phục vụ một cách hoàn toàn vô vị lợi. Nhưng mà từ đó người ta khám phá ra và người ta ngợi khen Chúa, người ta tôn vinh Chúa. Hai chuyện đó khác nhau. Trong thực tế có nhiều linh mục của chúng ta, đặc biệt là các linh mục phục vụ ở các vùng sâu và vùng xa đó, là dân chúng nghèo lắm. Và các ngài cố gắng chạy vậy đi xin chỗ này chỗ kia rồi tổ chức cái này cái nọ, không phải chỉ cho người Công giáo mà là cho cả người ngoài Công giáo để giúp cho người ta, và người ta cảm động lắm. Bởi vì họ sống trong cái hoàn cảnh mà họ không có khả năng để làm được những việc như vậy. Cho nên các linh mục có mặt ở đấy giúp đỡ người ta như thế là một công việc rất tốt. Nhưng mà không phải là mình chủ trương dùng của cải vật chất để mà lôi kéo người ta đến với Giáo hội. Và khi không còn của cải vật chất nữa thì không còn đức tin nữa. Thế là nguy hiểm. Thành thử ra ta lướt qua một lần để khám phá ra Thánh Phaolô nói với các tín hữu Corinto và cũng nói với chúng ta hôm nay về động lực của việc từ thiện bác ái theo tinh thần Kitô giáo là cái gì. Rồi nó dẫn đến một cung cách, một thái độ để làm việc bác ái cho đúng. Và cuối cùng là hiệu quả của công việc không chỉ là đáp ứng nhu cầu vật chất của con người, mà là để Thiên Chúa được tôn vinh. Và vì thế mà tôi mới đặt cho các anh chị một câu hỏi để lúc nào có giờ đó để suy nghĩ thêm. Đó là giáo huấn của Thánh Phaolô về việc bác ái soi sáng cho chúng ta điều gì khi ta thực hiện các việc bác ái. Rồi mình thấy là còn có cái gì mà phải chấn chỉnh và sửa đổi hay không? Đấy, đó là một hai câu hỏi gợi ý. Thế bây giờ chúng ta đi tiếp đến chương 12 này. Gần cuối rồi. Chương 12. Ở trong chương 11 thì các anh chị chắc chắn là đã đọc rồi, đã biết rồi. Thánh Phaolô kể lể nhiều sự đau khổ mà ngài phải chịu lắm. 5 lần tôi bị người Do Thái đánh 40 roi bớt 1, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị đắm tàu, một đêm một ngày lênh đênh giữa biển khơi. Tôi còn hơn họ vì phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. Ngài kể hết tất cả những đau khổ phải chịu. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Là bởi vì trong cộng đoàn tín hữu Corinto không phải ai người ta cũng đón nhận Thánh Phaolô và lời giảng của Ngài, mà có những người tố cáo Ngài chuyện này chuyện kia, và có những người tự hào khoe khoang rằng họ đạo đức hơn Phaolô, họ mới là người của Chúa. Cho nên Thánh Phaolô đành phải kể những điều này ra để thấy là Ngài không thua kém gì trong nhiệt tình dâng hiến cho công việc của Chúa. Và ở đây chúng ta rút ra được một bài học. Không phải là mình cứ cố gắng làm việc tông đồ cho tốt thì tự nhiên là mọi sự nó sẽ êm xuôi đâu. Anh chị cứ nhớ Chúa Giêsu coi, Ngài có làm điều gì xấu không? Mà kết thúc cuộc đời thì làm sao? Lên thập giá thôi. Hôm nay mình nghe ông Thánh Phaolô này than thở. Ở trong thông điệp viết về niềm hy vọng Kitô giáo, Đức Giáo Hoàng nhắc đến Đức Hồng Y Thuận nhà mình đấy. Một cuộc đời cũng cố gắng làm điều tốt cho mọi người chứ, mà rồi cuối cùng thì vào tù nằm thôi, 13 năm. Cho nên lúc nào mà đi làm việc tông đồ mà xem ra cuộc đời của mình nó lại không được êm xuôi lắm, không được may mắn lắm, thì đừng vì thế mà thất vọng nha. Nhiều khi chúng ta thất vọng đấy, rồi chúng ta chán rồi mình bỏ cuộc, thôi ta chả làm nữa cho nó yên chuyện. Dễ bị cám dỗ vì điều đó lắm. Nhưng mà ở đây thì tôi chú ý đến chương 12 để trả lời cho những người cáo buộc và lên án Ngài. Thánh Phaolô nhắc lại mặc khải và thị kiến mà Ngài đã có khoảng năm 42 đến 45. Đây là theo ý kiến của số đông các nhà chú giải. Tại vì ở trong này Ngài có viết cái câu là: tôi biết có một người môn đệ Đức Kitô trước đây 14 năm. Trước đây 14 năm. Người ta dựa vào cái chi tiết đó để người ta tính toán là cái thị kiến mà Thánh Phaolô có là vào khoảng từ năm 42 đến 45. Mà cách Ngài kể lại cái thị kiến này, chúng ta để ý ở câu thứ hai đó. Tôi biết có một người môn đệ Đức Kitô trước đây 14 năm đã được nhắc lên tới tầng trời thứ ba. Tôi biết có một người môn đệ. Cái người môn đệ đó là ai vậy? Ai vậy? Ông Thánh Phaolô. Sao ông không nói trắng ra đây này? Tao lên trời rồi này. Hả? Dễ hiểu không? Mà ông lại nói là tôi biết có một người môn đệ. Nói như thể người môn đệ đó là ai xa lạ. Thế theo các nhà chú giải thì Ngài nói như vậy để làm nổi bật điều này, là Ngài tự cho rằng bản thân mình không xứng đáng với ân huệ lớn lao mà Chúa ban cho. Đó là thị kiến, đó là mặc khải, đó là kinh nghiệm thần bí mà Ngài đã trải qua. Hoàn toàn là ân huệ của Thiên Chúa thôi. Sau đó thì Ngài mới kể lại cái kinh nghiệm thần bí mà mình đã trải qua. Kể lại bằng cách nào? Được nhắc lên tới tầng trời thứ ba, có ở trong thân xác hay không tôi không biết, có ở ngoài thân xác hay không tôi cũng không biết, chỉ có Thiên Chúa biết. Đấy. Rồi nói tiếp cũng vậy, tôi biết rằng người ấy đã được nhắc lên tận thiên đàng, trong thân xác hay ngoài thân xác tôi không biết, chỉ có Thiên Chúa biết. Và người ấy đã được nghe những lời khôn tả mà loài người không được phép nói lại. Người ta gọi cái kinh nghiệm này là gì? Kinh nghiệm thần bí. Kinh nghiệm thần bí. Trong lịch sử của giáo hội có một số rất ít các vị thánh được Chúa ban cho cái kinh nghiệm thần bí này. Chúng ta còn gọi là xuất thần. Như thể là đi ra khỏi thân xác, hòa tan nên một với Chúa như giọt nước hòa trong đại dương. Hay là theo ngôn ngữ của Gioan Thánh Giá, như là khúc củi nên một với lửa vậy. Teresa Avila, Gioan Thánh Giá, Francisco Assisi, một số rất ít các vị thánh được Chúa ban cho cái kinh nghiệm xuất thần. Thánh Francisco Assisi đó thì được Chúa in ở trên người của Ngài 5 dấu. Sau này ở thế kỷ 20 thì chúng ta nghe đến cha Pio. Một số rất ít các vị được Chúa ban cho cái ơn đặc biệt xuất thần. Cái cách mà Thánh Phaolô diễn tả ở đây rõ ràng là nói đến cái kinh nghiệm xuất thần đấy. Có ở trong thân xác hay không tôi không biết, ở ngoài thân xác hay không tôi không biết, chỉ có Chúa biết. Thực sự cái kinh nghiệm đó nó vượt trên khả năng diễn đạt của con người chúng ta. Cho nên tôi hiểu lý do tại sao mà Thánh Gioan Thánh Giá Ngài diễn đạt cái kinh nghiệm thần bí này bằng thơ, bằng thi ca. Thi nhân, thi sĩ mà ở mức độ cao đó là người tiếp cận gần gũi nhất với chân lý. Dĩ nhiên là thi nhân nghĩa là tầm cỡ đấy, chứ còn không phải là làm thơ mà thơ thẩn đấy, thì nó lại khác. Thơ con cóc thì lại khác. Bởi vì những cái kinh nghiệm này nó vượt trên khả năng diễn đạt của con người, cho nên người ta chỉ có thể diễn đạt được bằng thi ca. Cái cách mà Thánh Phaolô nói cho thấy cái kinh nghiệm thần bí đó. Và Thánh Phaolô sau khi kể lại kinh nghiệm thần bí đó thì Ngài nhấn mạnh thế này: về một người như thế, về một người có cái kinh nghiệm xuất thần mà lên đến tầng trời thứ 3 đó, mà lên thiên đàng đó, thì tôi tự hào. Tôi tự hào. Còn về bản thân tôi thì tôi chỉ tự hào về những yếu đuối của tôi. Câu này mà chúng ta suy nghĩ cho kỹ thì sẽ thấy thấm lắm. Tôi chỉ tự hào về nỗi yếu đuối của tôi. Làm sao mà lại có thể tự hào về những yếu đuối của mình được? Tâm lý con người chúng ta là phải khoe chứ, khoe những cái mạnh mẽ, cái đẹp đẽ, giỏi giang, tài năng của mình, chứ sao để tự hào về những cái yếu đuối. Ta đọc tiếp thì ta mới thấy được tâm tình của Thánh Phaolô này. Ngài chỉ tự hào về những yếu đuối, cho nên đó, cùng với việc nhắc lại thị kiến cao cả mà Ngài đã có, thì Thánh Phaolô nói ở trong câu 7 làm sao? Và để tôi khỏi tự cao tự đại, vì những mặc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái rằm đâm vào, một thủ hạ của Sa-tan được sai đến vả mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự đại. Đấy, thân xác tôi như bị một cái dòng đâm vào. Cái dòng này là cái gì? Hả? Tôi cố gắng tìm hiểu, nhưng mà chính các nhà chú giải bảo chúng ta cũng không biết đích xác được cái dòng này nó là cái gì. Chắc chắn cái dòng ở đây đó nó có tính hình ảnh, chứ không phải là nói theo nghĩa đen. Có nhà chú giải thì bảo rằng cái dòng này có khi đó là sự cứng lòng của dân Israel. Phaolô đi giảng đạo cho họ mà thấy là dân ngoại thì đón nhận mà họ không có đón nhận, mà mình cố gắng hết sức mà họ vẫn không đón nhận. Cho nên nó là một cái dòng làm cho Ngài suốt đời đau đớn. Đấy, giải thích như vậy nghe cũng hay chứ. Nhưng mà có người thì lại giải thích rằng cái dòng này có thể là một căn bệnh vào loại kinh niên, mà ông ấy tìm mọi cách chữa không hết, mà nó ngay trong thân xác mình. Ở đây có ai bị cái dòng nào nó ở trong người không? Có đấy, nhiều trai dòng thì nhiều. Chắc là mỗi người đều có hết à, phải không? Một khiếm khuyết nào đấy trong thân xác hay là trong đời sống tinh thần của chúng ta nữa. Nhưng có một điều rõ ràng là sau đó Ngài nói này, một thủ hạ của Sa-tan được sai đến vả vào mặt tôi. Cái từ một thủ hạ của Sa-tan nó đi ngay sau từ cái dòng. Như vậy đó là cách diễn tả về cái dòng. Cái dòng đó có thể là một cơn bệnh, cái dòng đó có thể là sự thất bại trong việc truyền giáo. Nhưng mà Ngài mô tả đó là một tên tay sai của Sa-tan, nó được sai đến vả vào mặt mình. Để làm gì? Để giúp cho mình thấy mình yếu đuối, thấy mình yếu đuối, để khỏi tự cao tự đại. Cái quan trọng nhất là chỗ đấy. Cho nên cái câu mà Augustino reo lên là ôi tội hồng phúc á, thì dĩ nhiên chúng ta hát lên ở trong lễ phục sinh, chúng ta hiểu được cái tội lỗi của Adam Eva lại là tội hồng phúc, bởi vì mang lại cho chúng ta đấng cứu chuộc. Nhưng mà hiểu theo nghĩa rộng ra thì đôi khi tội của chúng ta phạm nó cũng có những tội hồng phúc ấy. Theo cái nghĩa này này, theo cái nghĩa là khi các anh chị và tôi ý thức lại và mình bỗng cảm thấy rằng hóa ra mình yếu đuối. Hóa ra mình yếu đuối, và nhờ đó mà mình khiêm tốn hơn. Nhớ lại coi Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô cái câu gì mà các vị giáo hoàng sau này đón nhận như là nói về sứ mạng của mình. Khi nào con ăn năn trở lại, con hãy làm cho anh em con vững tin. Con hãy làm cho anh em con vững tin là đúng rồi. Đó là sứ mạng của Phêrô và của các vị giáo hoàng. Nhưng mà trước đó này, khi con đã ăn năn trở lại, mà ăn năn có nghĩa là trước đó thì đã có tội chứ, không có tội thì sao mà ăn năn, đúng không? Đấy, ông đã phạm tội chối thầy rồi, ăn năn về cái tội đấy thì hãy làm cho anh em con vững tin. Tôi suy nghĩ về câu đó mà Chúa Giêsu nói với Phêrô đó, và tôi thấy là cái kinh nghiệm tội lỗi của Phêrô nó sẽ giúp cho Ngài trong đời sống tông đồ ghê lắm, bởi vì nó giúp cho Ngài thấy mình cũng yếu đuối, cho nên thấy anh em của mình yếu đuối thì mình cảm thông, mình nâng đỡ, mình đồng hành với người ta. Chứ còn nếu mà ông ấy không hề có kinh nghiệm về tội lỗi, thằng nào mà phạm tội thì chết với ông ấy, thấy không? Và ông ấy sẽ tự cao tự đại lắm. Bây giờ tưởng tượng coi, các linh mục ngồi trong tòa giải tội mà toàn là những ông mà từ bé cho đến chết không phạm một tội nào, thì các anh chị vào xưng tội có nổi không? Ông xô tòa, ông đuổi thẳng cánh, ông chịu không nổi. Nhưng mà bởi vì ông ấy cũng có kinh nghiệm về những yếu đuối của con người, phải vất vả lắm mới vượt qua được các cơn cám dỗ, cho nên mới có thể cảm thông, chia sẻ, đồng hành với anh em của mình khi họ phạm tội. Chứ còn cứ ngồi đó mà nghe người ta rót vào tai mình toàn là những thứ tội mà mình không được phép phạm, mà cứ ngày này qua ngày khác, mệt lắm ấy chứ. Như cái thùng rác vậy, đổ vào đấy xong lại không được đổ đi đâu khác, chỉ có đổ cho Chúa thôi. Cho nên cái tâm tình của Thánh Phaolô ở đây là hay lắm á. Cái dầm ở trong thân xác mà là được ví như thủ hạ của Satan, và nó giúp cho Phaolô ý thức sự yếu đuối của mình. Và sau đó thì Ngài tâm tình thế này: đã 3 lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này. 3 lần. Tôi không biết có chính xác lắm không, nhưng mà có nhà chú giải nói rằng 3 lần này gợi ý đến 3 lần Chúa Giêsu cầu xin trong vườn Gethsemani: lạy Cha, xin cất chén đắng này xa con. 3 lần. Tôi nghĩ 3 lần thì hơi ít đấy. Chắc Ngài phải cầu thường xuyên đấy chứ. Cảm thấy cái dòng này nó nhức nhối quá, Ngài xin Chúa cho thoát khỏi cái nỗi khổ này. Nhưng mà Chúa trả lời làm sao? Ơn của Thầy đã đủ, ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Sức mạnh của Thầy được biểu lộ trong sự yếu đuối mới lạ. Chúng ta đã đọc thư thứ nhất Corinto rồi, khi mà đọc cái câu này làm sao mà ta không có liên tưởng đến được. Chúng tôi chứa đựng những kho tàng đó trong các bình sành, để mọi người biết rằng kho tàng đó đến từ Thiên Chúa chứ không phải từ chúng tôi. Chứa đựng kho tàng trong những bình sành. Ông linh mục mà dám giơ tay nói với người ta là Cha tha tội cho con, rõ ràng là cái quyền năng tha tội đó là lớn lắm, nhưng mà cái quyền năng ấy lại nằm trong bình sành. Một con người dễ vỡ, một con người dễ sa ngã, một con người yếu đuối như bao người. Chứa đựng kho tàng trong các bình sành. Cái tâm sự của Phaolô ở đây cũng giống vậy thôi. Sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Cho nên tôi vui mừng và tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo về Đức Kitô. Vì khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Đọc thoáng là không hiểu được, sao mà tôi yếu thì lại là lúc tôi mạnh? Bởi vì cái lúc mà chúng ta tự cao tự đại và mình nghĩ là mình mạnh á, thì cái mạnh đó nó chỉ là mạnh của con người. Còn khi mà mình đủ khiêm tốn để nhìn nhận mình yếu đuối, mình bất toàn, mình ngửa mặt lên cầu xin với Chúa đó, thì lúc đấy sức mạnh đến không phải là sức mạnh của chúng ta nữa, mà là sức mạnh của của chính Chúa, sức mạnh của Chúa. Chính lúc tôi yếu lại là lúc tôi mạnh, theo cái nghĩa như vậy. Thành thử ra ở đây Thánh Phaolô chia sẻ cho chúng ta cái tâm tình khiêm tốn thực sự của người đi làm việc tông đồ. Bao lâu các anh chị và tôi mà kiêu căng quá, tự mãn quá, nghĩ là mình giỏi, nghĩ là mình có tài, nghĩ là mình nói gì thì người ta nghe đấy, thì lúc đấy là chúng ta thất bại. Còn bao lâu mà mình làm hết sức của mình rồi mình thưa với Chúa, cái sức của con có đến vậy thôi, mình phó thác hết mọi sự cho Chúa, thì chính Chúa sẽ tác động. Những bí quyết là tông đồ của Thánh Phaolô rất cần cho chúng ta. Và cuối cùng, trước khi kết thúc bài hôm nay, tôi có viết cho các anh chị một cái ghi chú, đó là ở trong thứ hai Corinto chương 12 mà câu 16. Không biết là lúc nãy chia sẻ có ai thắc mắc về câu này không? Có không? Chương 12 câu 16 viết làm sao? Thế cũng được, tôi đã không trở nên gánh nặng cho anh em, nhưng vốn là người xảo quyệt, tôi đã dùng mưu mà lừa gạt anh em. Tôi đã không trở nên gánh nặng cho anh em, nghe thì được rồi. Nhưng vốn là người xảo quyệt, tôi đã dùng mưu mà lừa gạt anh em. Như vậy Thánh Phaolô tự nhận mình là xảo quyệt à? Lại dùng mưu à? Không ai thắc mắc về cái câu này à? Đấy, cái câu đó là nếu nói cho nó đơn giản, nó có vẻ hơi nguy hiểm đấy. Bởi vì nếu mà mình đọc như thế thì hóa ra là Thánh Phaolô tự nhìn nhận mình là người xảo quyệt, dùng mưu. Cũng giống như là tôi không để ý, nhưng mà nghe có mấy cha nói với tôi là trong cái bản dịch sách giáo lý của mình đó, thì nói đến 7 ơn Đức Chúa Thánh Thần. Trong đó có một cái ơn gọi là ơn mưu lược. Ơn mưu lược nghe có vẻ nó mưu mô quá. Khôn ngoan thì lại khác mà lại thêm là ơn. Ngày xưa đó là người ta dịch là ơn biết lo liệu. Ơn biết lo liệu. Bây giờ mà mình dịch là mưu lược có vẻ mưu mô quá. Đấy, cái câu này sở dĩ tôi ghi chú ở đây đó, nếu mà chưa thắc mắc thì thôi cũng quan tâm đến, nhỡ có ai thắc mắc ta hỏi thì biết đường mà trả lời. Tôi mới đi tìm trong cái tiếng Anh thì người ta, với các anh chị có dịch ra tiếng Việt ở đây, nghĩa thì nó cũng giống vậy, nó chỉ thôi. Let it us, it not burden, nghĩa là cứ coi như là tôi đã làm gánh nặng cho anh em. Tuy nhiên nhé, tuy nhiên trong sông ngoặc dê anh em nói, bởi vì tôi là xảo quyệt nên tôi đã dùng mật lừa gạt. Cứ cho là tôi đang nên gánh nghe là tôi đã dùng mưu mà lừa gạt anh em. Tức là có một số người ở trong cộng đoàn Corinto đó, ta nói như vậy. Không phải Thánh Phaolô xưng mình là người xảo quyệt, dùng mưu để lừa gạt người khác. Thế thì còn đi giảng đạo cho ai nữa? Đi cả hai ba bản dịch khác. Có một bản mà dịch dân bình rõ. Đại khái thì có số người trong anh cho là gánh nặng cho anh em, nhưng người khác rõ ràng tốt rồi xảo quyệt. Thế dịch đây bản dịch mà chết là ốc và các bản dịch mà bên em cũng rất nhiều học chú thánh cái lắm, thấy yêu cầu tổng cuốn đấy. Thế cho nên nhiều chú thì tới sẽ đọc thư thật thư chữ đùa đấy, lắm khó lắm đấy, 1 cho đến chương 6. Cho nên chịu khó đọc ít một chút, đừng có đọc lướt. Như đấy. thì cũng là làm cho Chúa đầy thôi. Nhưng con này biết rồi, chung quanh con hay năm gió mười, mỗi khi ai giúp đỡ ai vì lòng thương yêu bác ai, dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh trần thế, thì cũng là làm cho Chúa mà thôi. Kính Chúa yêu